Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập trước, vì không chịu trách nhiệm đến cùng, phá hủy lời hứa với dân làng khiến vô số người bị thiệt mạng nên bát giới đã dính một lời nguyền tuyệt mệnh. Và kể từ đây, hắn cũng bị mọi người xua đuổi. Bởi thế, chạy vào trong khu rừng đen tối, anh ấy lại bắt đầu những ngày tháng lang thang chật vật. Cũng trong lúc này, Bạch Lang và Tiểu Vũ đã gặp phải nguy hiểm, bọn họ chạm mặt một tên to con xưng là Nhất Hổ. Bởi vì nhận thú lao của đám ám hồn, cho nên Nhất Hổ vừa phát hiện ra hai người thì lập tức lao tới muốn bắt họ. Và để bảo vệ Tiểu Vũ, Bạch Lang không nghĩ ngợi gì, lập tức xông tới chiến đấu cùng Nhất Hổ. Một cuộc chiến kinh thiên động địa lập tức được diễn ra. Ở bên cạnh quan sát trận đấu này, Tiểu Vũ vô cùng lo lắng. Hiện tại, có thể thấy tên to con kia vô cùng mạnh mẽ. Mà hồn phách cao khiết của Long Nhân không thể tồn tại cùng ám hồn. Trùng hợp là Bạch Lang mới vừa rồi sơ suất đã đọa ma nên không thể triệu hoán được sức mạnh của thú ca ca để hỗ trợ. Lúc này, Bạch Lang đã bị đánh cho tơi tả, nhưng vào khoảnh khắc hắn bị tên kia giáng xuống một đòn thật mạnh vào đỉnh đầu, Bạch Lang cảm giác hình như một đòn này mình đã từng chịu qua. Đúng vậy, hàng loạt ký ức lần lượt hiện ra trong trí nhớ của Bạch Lang. Khi xưa, Long Vương và Tiểu Vũ bắt gặp hắn trong khu rừng tuyết với trạng thái bị thương nghiêm trọng. Theo lời của Lão Vương, vết thương của hắn là do giao đấu với mạnh thú khác, mà dấu tích chí mạng rất có thể là do hổ để lại. Nghĩ đến đây, Bạch Lang như bừng tỉnh, thật sự không phải ngẫu nhiên một sợi dây vô hình đã ràng buộc hai người. Năm đó, hắn và Thanh Nhi là một đôi bạn tốt, thế nhưng vào hôm tuyết rơi đầy trời, một con hổ ăn thịt người đã cướp đi mạng sống của Thanh Nhi. Trải qua ác chiến với con hổ đó, Bạch Lang đã bị thương và được Long Vương cứu vớt. 16 năm sau, cả hai đều tu duyên làm người và lần nữa gặp nhau trong trường hợp này. Trong lúc Bạch Lang nhớ ra chân tướng thì hắn đã bị Nhất Hổ đánh cho tơi tả. Ngay khi gã định đánh ra một đòn tuyệt sát thì đúng lúc này một cái cây đổ sộ liền xuất hiện. Là thủ địa Gia Gia đã kịp thời hiện ra cứu Bạch Lang trong chớp nhoáng. Thế nhưng thủ địa cũng không phải là đối thủ của gã to con kia. Không tốn quá nhiều thời gian, ông cũng bị Nhất Hổ đánh cho nát nhừ. Chứng kiến tràng cảnh này, Bạch Lang đã thật sự nổi giận. Cả người hắn lao lên, dường như trong nháy mắt, tốc độ của hắn tăng vọt. Trong lúc Nhất Hổ còn chưa kịp phản ứng, đã ăn một chảo của Bạch Lang. Một kích này không ngờ rằng đã khiến lục phủ ngũ tạng của Nhất Hổ như nát bét. Chính vì vậy, gã đã mất đi khả năng chiến đấu và phải bỏ chạy. Trước khi đi, Nhất Hổ không quên cảnh báo sau này gã nhất định sẽ quay lại trả thù hai người. Mãi một lúc lâu sau, Bạch Lang mới thoát ra được trạng thái cuồng bạo khi nãy. Hiện tại, hắn mới kịp để ý đến thủ địa Gia Gia còn đang bị thương ở bên cạnh, đầu óc đã bị vỡ một mảng lớn. Bạch Lang tiến lại gần, muốn lắp ghép lại mảnh vỡ kia, nhưng giọng nói giả nuôi yếu ớt của thủ địa lại vang lên. Vô ích thôi tiểu Bạch Lang, gặp lại cậu, ta rất vui, cậu đã làm rất tốt, nhưng ta sắp phải đi rồi. Bạch Lang đau lòng, hiện tại hắn muốn tìm cách chữa trị cho ông, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Thấy hắn như thế, thổ địa cũng có chút không nỡ. Lúc này, ông mới tiếp tục lên tiếng an ủi hắn. Bạch Lang, đừng quá đau lòng, thật ra ta đã bỏ mạng vào đêm tuyết hôm đó. Âm duyên giữa hai ta đã kết thúc, nhưng có một luồng sức mạnh chiếu xuống tạo ra kỳ tích. Ta vẫn không biết tại sao, nhưng hiện tại thì ta đã có câu trả lời rồi. Là cô ấy trong lúc vô ý thức đã ảnh hưởng tất cả sự vật xung quanh. Thiên Vũ Sơn vì có cô ấy mà trở thành địa linh nhân kiệt. Cô gái ấy cũng trong thời gian ngắn tu duyên đắc đạo và tên của cô ấy là Kỳ Kinh. Cô ấy thật sự lợi hại. Vừa nói, thổ địa chuyển ánh mắt qua phía Tiểu Vũ đang ngồi bên cạnh. Sau đó, giọng nói cũng càng thêm yếu ớt. Các thần thổ địa khác thì cần phải tích trữ các mảnh hồn phách để sinh tồn, nhưng ta thì không cần. Tiểu Bạch Lang, cậu phải bảo vệ cô ấy thật tốt. Đây là trách nhiệm của cậu, đừng đau lòng cho ta. Sau đêm đó ở Tuyết Sơn, còn có thể sống thêm bao năm qua. Tiến vào thế giới thần minh huyền ảo đã là một điều kỳ tích, cũng là đại ngộ lớn nhất của ta rồi. Điều ta lo lắng nhất là cậu, cậu hãy sống thật tốt nhé. Lời vừa dứt, thổ địa Gia Gia cũng ngã xuống. Bạch Lang không ngừng hét lên gọi tên ông, nhưng cả buổi vẫn không nhận được câu trả lời. Lúc này, Tiểu Vũ chỉ có thể ở bên cạnh an ủi hắn, nàng cũng không có cách giúp ông lão kia sống lại lần thứ hai. Trong lúc Bạch Lang đang kêu gào thảm thiết không để ý đến vết thương của mình còn đang chảy máu, thì bên trong lòng đất, một loại yêu quái đã đánh hơi thấy mùi máu. Tiếp theo đây, anh ấy sẽ phải đối mặt với Nguyễn Trùng Yêu vô cùng cường đại. Cùng theo dõi kênh để biết thêm về hành trình sắp tới của Bạch Lang và Tiểu Vũ các bạn nha. Đến đây thì cũng hết tập 8 Tây Hành Kỷ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.